Good morning, Ngọc Ánh xin kính chào buổi sáng cả đại gia đình Facebook và YouTube channel của Ngọc Ánh. Happy Friday, bữa nay là một ngày thứ sáu rất là đặc biệt. Thứ sáu ngày 13, không có chuyện gì ghê gớm hết. Một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng tốt. Ngày nào cũng tốt đẹp trong mắt của mình, không có gì hết. Tạ ơn Chúa, một ngày mới. Sáng thớm thức dậy, giờ này 7 giờ 15 sáng rồi. Quân lính đã đi học hết rồi. Bây giờ mình nhìn một cái bông hồng tối đêm qua mà nở cái bông quỳnh trắng. Thường thường mùa này cho đến tháng 9 thì bông quỳnh nở rất là nhiều, đẹp quá nè, thấy chưa, trắng tinh khôi luôn. Em về tinh khôi luôn. Sáng sớm giờ này mọi người chắc còn ngủ, một số người chỉ bắt đầu chạy xuôi chạy ngược. Mấy đứa nhỏ đi học được một tuần lễ này rồi, nguyên tuần này. Hai nhóc nhỏ cũng đi học, anh hai cũng đi học bữa thứ hai rồi. Mùa hè năm nay rất là ngắn. Cây tắc của mình bắt đầu cháy quá chừng rồi nè. Tắc này tắc Mỹ, không khoát. Hồi năm trước chặt cái đầu nó, cưa cái cây nó, cưa trọc đầu luôn nè, nó cục xuống nè. Đó, thấy không, cưa cho nó cục xuống. Lúc đó nó không có tốt nữa, bắt đầu chặt. Cưa bỏ còn lấy cây cao được chừng thước. Bây giờ nó mọc ra trái lại, năm rồi nó cũng vài cành thôi, ra được vài trái thôi, nhưng mà năm nay bắt đầu sức sống mới nó trở lại. Hôm mùa hè July 4 về nó nở bông quá chừng luôn. Lúc mà bông nó nở mình không có dám tưới nước nhiều, tưới vừa vừa thôi, sợ bông nó rụng. Lúc mà bông nở tưới nước nhiều bông nó sẽ rụng, tưới ít ở dưới gốc thôi đó, thì nó không có bị rụng. Bữa nay trái nào trái nấy quá chừng rồi. Năm nay cây tắc sai trái thích quá. Đây, những em lan tatu. Không hiểu làm sao cái củ quỳnh này nó lại còn cái khúc này màu hồng mà mình không có biết tại làm sao luôn á, mà thấy có vẻ càng ngày nó càng mập ú ra. Đẹp quá. Nó không hiểu làm sao cái lõi này nó còn, chắc nó mọc chồi ra ngay chỗ này quá. Cái thùng này hôm bữa ra được 4 cái bông quỳnh trắng mà cánh bự. Đây, hầm bà lằng, chậu quỳnh hầm bà lằng hôm bữa nở được một cái màu hồng, cái màu tím á, màu tím giống cái chậu này luôn. Rồi mình đi cho nó dài, cho nó cắt nó ra làm 2-3 khúc, hy vọng mốt nó ra 2-3 cọng. Rồi còn mấy cái cọng này mình tiếc núi, mình ghim thí nó xuống nè. Rồi, cái này tầm 7-3 nè, nó đang giữ giống nè. Rồi chết, không sống. Đây, lại thăm mấy cái bông hồng bữa nay rụng hết rồi, hồng cam rụng hết rồi. Chắc nó ra được 1-2 đợt nữa, cho đến tháng 10 là hết á. Bữa nay bông hồng nhung đẹp quá. Thứ sáu ngày 13 mà vườn mình vẫn có hoa. Đó, bông hồng nụ không à. Nụ hồng mong manh của em. Đó, đẹp không? Đó. Bảo đảm nhà thứ bảy chủ nhật trời nắng chút nữa là bông này nở nè. Thêm một cái trên kia nữa nè. Em này te tô rồi. Hoa vạn thọ cũng nở được mấy tuần nay. Chậu hoa quỳnh thập cẩm quốc tế của mình đó, đủ thứ mùi màu hết đó. Trong nhà hổng ra cả chục thứ hoa quỳnh. Bây giờ cái khúc em ghim hầm bà lằng, cái thùng này mốt mình nó chăm hoa đua nở là không biết cái thứ gì là cái thứ gì luôn. Ôi dễ thương dễ sợ chưa. Cái thùng quỳnh này nè, nó không có gai góc nhiều mà nó bằng phẳng. Rồi đất cứ ngồi êm, mấy con mèo nó vô đây nó phóng uế nè. Chịu nổi không, nhìn là biết tàn dư của mèo nè. Gớm ghiếc không. Này hoa cúc đó, rùi nó khôn lắm, chui đầu vô những chỗ thơm tho rồi hửi. Mà rùi cũng vậy, ong bướm cũng vậy đó, chết trong cái hương thơm, chết trong cơn mê tình ái luôn đó. Em đã gục ngã, em đẹp là em bị dớt à. Cái tội đẹp nè, tội đẹp là rùi nó chui vô nè, đó thấy không, nó còn đậu ngay chỗ này nữa mới ghê chứ. Ôi, mấy cái búp này là nó đang bung ra nè, chuẩn bị nở hoa đó. Mấy cái nụ nè, nụ hoa cúc. Rồi giờ này nó chưa có thức dậy ha, nó còn lạnh lạnh cái ngồi ngủ yên đó. Cây ớt của ngoại ở dưới San Diego đem về được 2 cây, hổm rồi cắt được cả rổ luôn. Joseph từng rồi nó ra nó cắt một rổ ớt. Cây chanh dây mình có trái nè. Nó nhà 5 người mà chanh dây ra được có 2 trái, không biết ai ăn ai nhịn nữa, chắc hai vợ chồng ăn á, mấy con nhỏ nhịn.
Chứ để em thôi ba thằng cho nó ăn hai trái, nó sẽ quýnh lộn nhau. Nói giỡn vậy thôi chứ sao năm nay ra có hai trái vậy ta, ông nơi bạn ngã vậy hả? Ấy chưa, anh ở đầu sông em ở cuối mương, cuối sông luôn với cuối mương đó, một trái toàn ten toàn tẻn cô đơn không. Hôm nay anh ở trên, anh ở trên cao, em ở dưới thấp. Hôm bữa nó ra được 5-7 bao ngọc ánh tưới nước nhưng mà nó không có thụ phấn được. Thường thường chanh dây á, thấy nó nở nở hoa, hoa chanh dây ngọc ánh rất là thích, đẹp lắm, màu tím tím mà tua tủa đẹp lắm. Ôi được hai trái có còn hơn không. Cây ổi nè, cây ổi này quà sinh nhật của mình hồi năm rồi đó, hai cây ổi. Ổi ha, có trái được thì tốt, có trái mình trồng mình hủy cũng ok. Đó, hoa quỳnh rồi cây ớt của ngoại nè, bữa nay thêm mấy trái chín nữa nè, đó đỏ đỏ nè. Còn nhỏ em mặc áo xanh, khi lớn như anh em mặc áo đỏ là trái ớt. Còn cái thùng quỳnh này xum xuê luôn mà chưa ra bông mới ghê chứ, nhìn thấy ngon lành quá mà sao không cho mình cái hoa nào ngóng cổ chờ nguyên một năm nay rồi mà tốt lắm, đâm tược quá chừng luôn. Còn này quỳnh bà cố ơi, không biết đẻ bao nhiêu lứa rồi, chắc mười mấy năm là lão làng rồi. Bà cố ngoại, bà cố nội gì đây không biết nữa. Cái thùng này nó già nua rồi, thấy không, sơ xác luôn rồi. Vậy đó mà cũng còn ra được cái hoa cho mình là ngon lành. Thích cái nhụy quỳnh lắm, để mình hít vài cái à, thơm lắm luôn. Hít hửi khoái hửi lắm. Nhìn nè, đẹp chưa đó. Đây nè, một cái bông quỳnh, hai cái bông quỳnh nữa nè. Vậy là tuần sau mình được nở hai cái hoa nữa nè. Chậu rau đắng mập tùm lum mà chưa biết ăn, chưa có biết làm gì ăn. Thấy vậy chứ mà cũng làm biếng nấu mắm quá, nấu lên không biết có ai ăn không. Cây hoa này nó rất là đẹp ha, nó ra cái bông màu vàng vàng, màu cam cam trắng trắng, nhìn giống như cái loại hoa huệ vậy đó. Chậu hoa mua Costco về cái là nở calili màu hồng, nở xong cái đem ra đây cắt xong giờ ra đây giữ lại. Ô nó sắp sửa ra nụ nữa rồi nè, đã quá cả nhà ơi, ôi thích quá. Cái calili này nó rất là đẹp và rất là thơm mà để trong nhà cái mùi của nó nồng quá, chịu không nổi, cho nên anh giữ, anh nói đem ra ngoài sân đi. Bữa mua trong Costco về rất là đẹp. Cái thùng này là thùng hoa anh đào nè, mới chiết ra hồi năm rồi cũng tốt, nở hơi muộn nhưng mà cũng có hoa. Quá đã. Mặc dù hoa không nhiều nhưng vẫn còn một chút gì để ngắm. Đây, hoa cúc. Hoa cúc chưa ra bông, thường thường tháng 10 hoa cúc mới ra nhiều hoa. Bữa nay còn tháng 8 nên 2 tháng nữa là. Cây này là cây của em nè. Cây này là cây của nhà em đi quét lá nè. Qua tới Thanksgiving là em đi quét lá cây này đó, nó rụng là em quét á. Nó mắc kẹt ngay nhà mình, thành ra mình phải quét. Đẹp ơi là đẹp. Chịu nổi không? Nguyên cây tắc. Cái này hoa anh đào, cái này là mai rừng. Ô, cái này cây quýt nè. Cây quýt ra được mới có mấy trái à. Ô, một trái nữa, 3-4 trái. Cây chanh Thái Lan cô đơn, một trái duy nhất, năm nay thất mùa. Mấy cây con ngọc bánh gieo trong cái thùng sữa đó, hôm bữa nó tốt rồi, bánh đem chiếc ra cho nó ngồi đi, đỡ rồi từ từ để con cho nó nằm ở cái thùng nào. Này là chanh vàng nè, chanh vàng với tắc á. Đây,
tắc Việt Nam đây, gieo xuống mấy chục hộp, 2-3 lần rớt lên rớt xuống bị ốc sên nó ăn, cuối cùng còn sót lại đúng một em. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa còn có được cây tắc Việt Nam giống tròn. Mười mấy năm người ta cho ăn, ăn xong rồi lấy cái hộp cứ gieo. Rồi cũng có nhiều người lấy cái giống nhà Ngọc Ánh đem về ăn mà cũng trồng được rồi. Bữa nay bự lắm rồi. Kalili bữa mua Costco nè. Oh. Cái búp nè, bữa nay nó ra nụ bông rồi nè, thấy không? Sắp sửa có bông nữa nè. Chanh dây. Ô, sống đời bữa nay sống tiếp rồi nè. Bữa Ngọc Ánh đi ở ngoài chợ trời mua đó, về nở được xong rồi giờ nay nó ra lại cái mới nè. Rau má này hôm bữa ở ngoài sau vườn trồng chung với rau dắp cá mà năm nay ăn được có một lần một, nên rau má này Ngọc Ánh sợ bị mất giống á. Ô, ốc sên. Cho nên bây giờ phải đem nó ra mấy cái thùng nhỏ nhỏ mình trồng vậy để giữ cái giống lại. Đó, thấy không? Hôm bữa tháng 7 đi vacation về sau July 4 tháng 7. Ngọc Ánh làm cái này nay được có một 6 tuần rồi. Thì cái hoa cái rau rau má này bữa nay tốt rồi. Mấy hộp này hộp ngò Ngọc Ánh gieo nè. Quăng đại hộp ngò xuống nè, thấy không? Ôi thơm quá, rau cần. Rau cần dày lá của bà ngoại cho với San Diego lái xe đem về nè, thơm lắm luôn. Nhưng mà cái này lạnh quá nó cũng chết đó. Ra phải đem vô nhà hoặc kiếm chỗ nào mát mát trồng hoặc che nó lại. Trồng mười mấy năm nay rồi mà nhiều khi tới mùa lạnh nó chết. Rồi mấy năm nay cái mất cái giống luôn, quên không nhớ. Năm rồi sinh được 1-2 cọng đem về trồng xong tới Thanksgiving cũng chết. Gốc cây chanh dây nè, coi bé xíu à. Sàn đá nè. Sàn đá của anh Dự anh Ghim ở đâu nó tốt đến đó. Nó mọc tùm lum hết. Sống đời sàn đá. Quỳnh của chị Thủy cho. Aloe vera của Ngọc Ánh nè. Quá chừng tốt luôn. Cái này nó là mười mấy năm rồi. 15, 16 năm rồi đó. Nó cứ mọc ra cây con rồi cứ cắt cho. Giờ cái gốc của nó bự lắm luôn. Nó cẩm. Nó mọc ra cây con hoài vậy đó. Cái chiếc ra. Hôm bữa nhổ lên nguyên cây cho Thi bạn mình luôn. Hôm qua chỗ này con chim nó hay đậu. Con chim mỗi lần lợi mà nó khát nước, nó uống nước, nó lợi nó hay uống ở nước ở mấy cái gốc cây rồi mấy cái lá này nó liếm như hồi là nó cầm cự được rồi. Đó, mấy cái lá aloe vera. Bữa nay mình sẽ ra cắt rau lan của mình. Này bên hàng xóm. Rau lan mình trồng mấy tháng nay giờ nó lên rồi nè. Hồi ra cắt. Thấy đọt lan của anh chồng không? Bò lung tung sàn luôn rồi. Quá ngầu. Như đây chắc được dĩa rau lan. Này Ngọc Ánh không có đợt này là Ngọc Ánh mua ở chợ về Ngọc Ánh ghim luộc xong ăn hôm trước rồi cái đem ra ghim với lại có ghim một số củ. Ghim cũng cả chục củ khoai lang á. Rồi giờ không biết cái này nó lên là do cái củ của Ngọc Ánh ghim hay là cái cọng đem về ăn nữa. Nhưng mà cũng có đem cái cọng về ghim nó cũng mọc ra. Rất tốt, xí nữa ra cắt. Mồng tơi cho nó quấn lên cái cây. Trời ơi mồng tơi năm nay không có tốt gì hết. Nhiều đây sao ăn. Đặt lan tốt. Rồi dắp cá, rồi húng lũi. Đây. Mấy cái này trồng ở bên đây nắng sáng nó rọi xuống dữ lắm. Mồng tơi con nè. Đó, cần salad son. Rồi húng lũi, rau nhũi, hành lá. Nó trồng gọn gọn về chơi vui ra cắt là có ăn đó nha. Thấy đồ chơi vậy chứ mà ăn được đó. Rau răm. Rồi bánh trồng vậy có tính cách giữ giống á. Rau xà lách son á. Xà lách son hôm bữa người ta cho trồng ở dưới đất. Giờ bò lung tung cái bứng nó vô trong thùng để giữ giống. Thấy chưa? 4-5 thùng giờ có hết rồi.
rau răm của em tốt nè. Rau răm cứu bồ trong lúc nguy nguy cấp, đi chợ mà quên là có rau răm. Chưa? Cái gì trong đây quá chừng luôn. Wow, rau cần tàu hôm bữa. Ủa, cái này Ngọc Anh giục cái kệ dài để đây chưa kịp dọn, nó ngã xuống mấy con mèo ra đây nó phá quá. Ồ, lá cẩm trong kia tốt quá. Để hồi ra dọn dẹp cái này. Mấy kệ dài không xài rồi giờ rau nó đeo mồng tơi nó bò lên luôn. Try clean up cái này mới được. Đó. Nhưng mà lá cẩm tốt quá. U mặt Nguyên cái luống rau làng của em nó có chút xíu vậy đó mà như đây ăn được dĩa chắc. Rau làng nhà trồng ngọt mà thơm dữ lắm. Chút kỷ niệm mùa dịch, mùa con dịch ở nhà chồng cho vui. Ok thôi bye bye cả nhà. Happy Friday, thứ sáu ngày 13 2021, tháng 8 ngày 13 2021.